đang trong lúc nhậu, Ngô Nhật Quân sinh năm 2005, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, bị Nguyễn Văn Ba Đô sinh năm 2006, ngụ huyện Chợ Mới, nhắn tin đòi nợ và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc sâu sát, quân dùng dao tự chế đâm đô tự dòng, sau đó quân bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh An Giang tạm giữ về hành vi giết người.